Kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Mỗi ngày chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin nông nghiệp gửi đến bà con và quý khán giả. Mời bà con và quý khán giả điểm nhanh cùng với chúng tôi trước khi đi vào nội dung chi tiết. Giá xoài cát chu tăng mạnh, nông dân Đồng Tháp lời khá. Giống hoa thạch thảo đỏ cháy hàng vì lần đầu tiên xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh Lâm Đồng phát triển các loại cây đặc sản gắn với thương hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Nông nghiệp Lâm Đồng chủ động hội nhập với những mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Kính thưa bà con và quý khán giả, sau cơn bão rớt giá của hàng loạt các loại nông sản, trong đó có xoài, mặt hàng trái cây thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp, thì hiện tại nhà vườn trồng xoài ở thành phố Cao Lãnh đang phấn khởi vì giá xoài cát chu đã tăng trở lại. Nguyên nhân xoài tăng giá là do nguồn cung giảm, trong khi đầu ra đã khởi sắc. Hiện nay, nhà vườn trồng xoài ở thành phố Cao Lãnh đã chuyển dần sang trồng xoài sạch, đảm bảo không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo yêu cầu của khách hàng. Thời điểm hiện tại, xoài cát chu loại 1 và loại 2 có giá từ 16.000 đến 17.000 đồng một ký, tăng khoảng 4.000 đồng một ký so với tháng trước. Theo Hợp tác xã xoài Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, nông dân đã biết áp dụng các biện pháp xử lý ra trái rải vụ, đảm bảo nguồn cung quanh năm cho thị trường. Điều đáng ghi nhận là thời gian qua, nhiều nông dân trồng xoài trên địa bàn thành phố Cao Lãnh áp dụng tốt việc sản xuất sạch theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, nên đầu ra của trái xoài tại thành phố Cao Lãnh cũng khả quan hơn. Với năng suất và giá thu mua như hiện nay, nông dân thu lợi được khá. Một loại trái có xuất xứ từ nước ngoài đang là hàng độc lạ gây tò mò cho người tiêu dùng. Không biết là anh Tấn Anh có từng ăn trái dưa hấu Nam Mỹ chưa? Cái trái dưa nhỏ nhỏ, dưa hấu tí hon đó đúng không chị Ngọc Như? Loại này thì tôi đã từng ăn rồi, vì nó ngọt ngọt, lợ lợ và ăn rất là thơm mát. Giá dưa pepino cũng rất là cao đó chị Như. Hiện nay giá thì cũng khá là cao thật, và tôi cũng đã từng mua ăn thử và cũng khá là ngon, ăn rất là mát. Và tuy nhiên thì cái giống dưa này sản xuất chưa có đại trà nên nhiều bà con ở miền Tây cũng chưa có cơ hội để mua. Chưa dừng lại ở cái giống Nam Mỹ Pepino màu vàng, Tết năm 2019 tới đây, một nhà vườn ở Sa Đéc, Đồng Tháp đang chuẩn bị khoảng 500 cây dưa hấu màu tím để mà tung ra thị trường. Điểm độc đáo của giống dưa mới này là cả thân, lá và trái đều có màu tím. Mời bà con cùng tìm hiểu. Không ồ ạt theo thị trường mà tiên phong nghiên cứu những giống cây mới đã giúp cho nông dân Trần Văn Tiếp ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thành công. Đây là giống dưa có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Tại Việt Nam, trước nay giống dưa này chỉ được trồng ở những vùng có khí hậu ôn đới như Đà Lạt. Theo ông Tiếp, cây dưa hấu tím này khá dễ trồng, ít sâu bệnh nhưng rất kén phân. Cây không chịu phân hóa học. Nếu trồng bằng hạt thì 5 tháng cây cho ra trái, trồng bằng cành thì chỉ 4 tháng. Hiện ông đã nhân giống khoảng 500 cây con màu tím và khoảng 700 cây màu vàng. Dự kiến sẽ bắt đầu trồng từ cuối tháng 9 âm lịch này. Ngoài việc trồng ăn trái, cây dưa kiển này còn được dùng chưng trên bàn làm việc. Kính thưa bà con và quý khán giả, mỗi một loài hoa đều có một ý nghĩa khác nhau, có loài còn mang ý nghĩa tâm linh nữa. Để phục vụ càng đa dạng nhu cầu của người dân, thì nhà vườn cũng chuẩn bị khá là chu đáo hoa kiển vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay thì không biết theo anh tìm hiểu thì nhà vườn có chuẩn bị những cái giống hoa kiển mới nào vậy? Bà con nông dân của mình thì luôn luôn cố gắng tìm các giống mới để mà đáp ứng thị hiếu ngày càng nâng cao và đa dạng của khách hàng. Thời gian gần đây, lần đầu tiên tại làng hoa Sa Đéc đã xuất hiện một giống hoa thạch thảo có màu đỏ, cho nên giống hoa này tạo sự chú ý của nhiều người, cung không đủ cầu. Xin mời chị Ngọc Như cũng như là bà con quý khán giả hãy cùng tìm hiểu một vài hình ảnh qua thạch thảo đỏ này ngay sau đây. Nơi trồng thành công giống hoa này là cơ sở hoa kiển Dì Bảy ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Bà Bảy cho biết giống hoa này khó trồng. Lần đầu tiên bà trồng thử nghiệm hơn 200 cây, nhưng hao hụt khoảng 50 cây, số còn lại ra hoa rất đẹp. Những ngày qua, bà đã tung giống hoa này ra thị trường, nhưng do số lượng ít và mới lạ nên nhiều người đến mua dẫn đến cháy hàng. Được biết, giống hoa thạch thảo màu tím vài năm nay đã có một số hộ nông dân trồng, nhưng giống hoa thạch thảo đỏ thì lần đầu tiên xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc. Hiện nay giá bán mỗi cây từ 30.000 đến 35.000 đồng, cao hơn giống thạch thảo thường khoảng 10.000 đồng một cây. Cây trồng hơn 3 tháng là có thể bán. Bà Bảy cho biết sau lần trồng thử nghiệm này bà sẽ trồng thêm để cung ứng cho thị trường. Được đánh giá là loại rau sạch, thơm ngon, cho nên bồn bồn ngày càng được nhiều người chọn để ăn. Ở Bạc Liêu trước đây, cây bồn bồn chủ yếu được trồng trong vùng nước mặn, thì nay bồn bồn được trồng ở rất là nhiều nơi, trên cả vùng nước lợ và nước ngọt.
Với 5 công đất trồng bồn bồn, ông Nguyễn Văn Ngân ở xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi thu về gần 80 triệu đồng một năm. Trước đây, ông Ngân trồng thử bồn bồn trên diện tích khoảng 2 công đất. Thấy hiệu quả nên ông quyết định tăng thêm diện tích. Hiện ở xã Châu Hưng A có khoảng 20 hộ trồng dưa bồn bồn. Theo bà con ở đây cho biết, hiệu quả kinh tế từ cây bồn bồn mang lại cao hơn nhiều so với nghề trồng lúa truyền thống. Bởi trong quá trình trồng, không sử dụng thuốc trừ sâu. Thêm nữa là bồn bồn cũng rất dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc. Lâu lâu chỉ bón ít phân đạm cho cây phát triển tốt. Với đặc tính này, cây bồn bồn được đánh giá là một loại rau sạch, được nhiều người dân ưa chuộng. Mô hình trồng bồn bồn đang được xem xét, nghiên cứu và có định hướng nhân rộng nhằm giúp nông dân tăng thêm thu nhập, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Chè là cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Những sản phẩm chè cao cấp xuất khẩu cũng xuất phát từ đây. Mặc dù là diện tích chè của Lâm Đồng giảm gần 12.700 ha từ năm 2013 cho đến nay, nhưng mà chất lượng thì vẫn tiếp tục được cải thiện thông qua việc thực hiện tốt công tác chuyển đổi giống chè hạt năng suất thấp sang các giống chè chất lượng cao và chè cành cao sản. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh thay thế được hơn 2.000 ha chè, trong đó có hơn 173 ha chè chất lượng cao và hơn 1.800 ha chè cành cao sản. Và mục tiêu đến năm 2020, Lâm Đồng sẽ chuyển đổi 6.000 ha, bao gồm 2.000 ha chè chất lượng cao và 4.000 ha chè cành cao sản. Diện tích vườn chè còn lại hiện nay phần lớn có năng suất chất lượng tốt. Năng suất chè năm 2018 ước đạt 123 tạ một hecta, tăng 31% so với năm 2013. Nhờ những cây trồng chủ lực như cà phê, chè, dâu tằm, trồng xen với cây ăn trái như sầu riêng, bơ, hồ tiêu, mắc ca, đã nâng cao đời sống người dân Tây Nguyên nhờ có thu nhập kép. Riêng huyện Di Linh hiện đã đạt được mức thu nhập bình quân mỗi năm là 132 triệu đồng một hecta diện tích đất canh tác, tăng hơn 83 triệu đồng một hecta so với 10 năm trước đây, tức là từ năm 2008. Trong những năm qua, huyện Di Linh đã cơ bản ổn định diện tích đất canh tác cây lâu năm trên 46.000 hecta. Để tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, giải pháp chủ yếu của huyện là chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đưa những loại cây và giống cây trồng có năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa cao vào sản xuất. Từng bước đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng xen cây ăn trái, sầu riêng, bơ, hồ tiêu, mắc ca với cây cà phê, phục hồi diện tích trồng chè, dâu tằm, đồng thời đẩy mạnh phát triển chăn nuôi để hỗ trợ và cung cấp nguồn phân hữu cơ cho cây trồng. Tỉnh Lâm Đồng hiện có nhiều loại cây đặc sản thế mạnh đã được thị trường ưa chuộng, trong đó phải kể đến Atiso với diện tích canh tác hiện nay là gần 150 ha, năng suất bình quân đạt 424 tạ một ha, sản lượng gần 6.200 tấn. Hồng ăn trái gần 1.600 ha, sản lượng 16.000 tấn một năm. Diện tích hồng ăn trái nói trên được bà con nông dân trồng xen trong vườn cà phê Arabica hiện có. Để phát triển các loại cây đặc sản gắn với thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, tỉnh Lâm Đồng tập trung vào những giải pháp như nhập nội, mua bản quyền giống cây đặc sản mới cho năng suất và chất lượng đảm bảo, phù hợp với nhu cầu thị trường, tổ chức các hình thức liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân để đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tìm kiếm đầu ra ổn định, hiện đại hóa sản xuất cây đặc sản từ khâu giống, ứng dụng công nghệ IoT trong quản lý các trang trại, đến nghiên cứu chế biến sâu các mặt hàng đặc sản, xây dựng dữ liệu nhận diện đặc sản Đà Lạt để nâng cao giá trị sản phẩm. Kính thưa bà con và quý khán giả, là tỉnh đi đầu sản xuất nông nghiệp sạch công nghệ cao, Lâm Đồng đã từng bước định hướng cho nông dân vào sản xuất hợp tác xã, tổ hợp tác để cho ra những sản phẩm sạch có liên kết đầu ra. Người sản xuất không chỉ mong muốn bán sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước khó tính nữa. Đến với Lâm Đồng bây giờ thì du khách sẽ bắt gặp nhiều hình ảnh nông dân sản xuất theo mô hình nhà kính, sử dụng robot hỗ trợ sản xuất. Mời bà con tham khảo một vài mô hình sau đây. Nhà nông này đang thử nghiệm sử dụng cánh tay robot vào thu hoạch sản phẩm. Ngoài ra, khu nhà kính 1,1 hecta tại Đức Trọng được Hợp tác xã An Phú chọn thí điểm để xây dựng mô hình quản lý thông minh bằng smartphone. Tự đo nhiệt độ, độ pH, điều khiển ánh sáng, điều khiển tưới, bón phân đều được thao tác nhanh chóng và đơn giản bằng chiếc điện thoại này. Sau thời gian xây dựng mô hình quản lý mới này, Hợp tác xã và các hộ thành viên đã tiết giảm 50% chi phí nhân công. Việc chăm sóc, quản lý dịch bệnh, hại cây trồng cũng nhờ vậy mà trở nên thuận tiện và chính xác hơn,
góp phần không nhỏ trong nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Đây cũng là hướng đi mà hợp tác xã lựa chọn để có thể hội nhập thành công. Trong cái công nghệ mới thì nó đã giải quyết được mấy vấn đề. Cái thứ nhất là cái sản phẩm mà chúng tôi trồng ở trong cái nhà kính công nghệ mới này thì rất là an toàn và có thể nói là tuyệt đối an toàn. Và cái thứ hai nữa thì chúng tôi sẽ giảm được các cái chi phí đầu tư, ví dụ như là về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì chúng tôi giảm được tối đa. Đấy, tức là sử dụng cái công nghệ cánh tay robot đưa đi để tưới cây và đồng thời là sử dụng cái đó để mà phun thuốc bảo vệ thực vật thì nó rất là an toàn, và hai nữa là cái độ đồng đều của nó rất là cao. Vốn là nông dân trồng hoa, anh Đỗ Văn Doanh rẽ hướng sang trồng dương sỉ, một loại lá trang trí. Sau một thời gian thử nghiệm, nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc để lá dương sỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu, lá xanh không bị quặp, đảm bảo độ mềm mại, độ bền lâu, vân vân. Hiện nay mỗi tuần công ty xuất sang thị trường Nhật Bản từ 20.000 đến 30.000 đơn vị sản phẩm lá, với giá ổn định qua từng năm là 0,06 đô la Mỹ đến 0,07 đô la Mỹ một lá dương sỉ. Khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do, anh Doanh đã có kế hoạch mở rộng quy mô trồng và nâng cao chất lượng sản phẩm, đón đầu cơ hội đưa lá dương sỉ xuất ngoại ở nhiều thị trường lớn khác. Hiện tại là công ty đang là đầu tư nâng cao hơn nữa, gồm có cái làm cái nhiều nhà kính, nhà lưới đạt cái quy chuẩn để mà trồng được ra cái lá có chất lượng cao hơn so với thời gian trước. Mục tiêu của chúng tôi là chủ yếu là xuất khẩu. Cùng với nỗ lực đưa sản phẩm nông nghiệp của địa phương xuất ngoại, không thể không nhắc tới thị trường trong nước. Với 93 triệu dân, đây chính là thị trường ổn định, bền vững nhất mà ngành nông nghiệp trong nước sở hữu. Chính vì vậy, để nắm chắc phần thắng trên sân nhà, công ty trách nhiệm hữu hạn Dường Bảo Lộc đã chọn cách tiếp cận thị trường trong nước với tiêu chí nông sản sạch vì sức khỏe cộng đồng. Tôi muốn rằng là tất cả những cái sản phẩm mình làm ra, trước hết là nó có lợi cho sức khỏe cho người dùng. Cái thứ hai nữa là chất lượng nó phải tốt. Thì đó là một cái mong muốn của chúng tôi khi mà đầu tư vào nông nghiệp. Người nông dân là chủ thể chính chịu tác động của quá trình hội nhập. Do đó, chính bản thân người nông dân phải hiểu được tầm quan trọng của việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Có như thế thì sản phẩm nông sản do người nông dân làm ra theo tiêu chuẩn an toàn mới có thể trụ vững và có sức cạnh tranh ngay trên sân nhà. Từ khi thành lập, Hợp tác xã Hội Toàn Đức Trọng đã tiến hành ký kết hợp đồng cung ứng cho công ty cổ phần rau sạch 5 sao Đà Lạt, công ty Phong Thúy, Hợp tác xã Nông nghiệp Tiến Huy, v.v. và cung ứng sản phẩm trên địa bàn huyện Đức Trọng để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Nhưng để mang rau an toàn đến nhiều hơn với người tiêu dùng trong nước, Hợp tác xã đã ký kết thành công với công ty Vineco để hợp tác cả trong sản xuất lẫn tiêu thụ. Định hướng sau này là có nghĩa hợp tác xã chúng tôi là sẽ triển khai là nông dân làm và đóng gói tại nhà. Đó, mang hàng được, tôi là người là chủ nhiệm tác xã chỉ trách nhiệm mang hàng đi giao cho công ty. Chứ không coi như là mình tập trung vào đóng gói nữa. Họ tự ra làm, tự đóng gói luôn. Họ sẽ biết được hàng họ như thế nào, nguồn hàng họ như làm sao. Khi lên giao công ty là mỗi cái to hàng, mỗi cái đơn hàng của người ta nó có cái tên nông dân sản xuất, người nào sản xuất, ai là người sản xuất, ngày tháng năm nào sản xuất, lô máy ở đâu. Đó. Thì coi như là sau này là bà con sẽ tự chịu trách nhiệm về cái nguồn hàng của mình đạt hay không đạt. Có thể nhận thấy tín hiệu lạc quan từ sự chủ động hội nhập của nông dân, doanh nghiệp Lâm Đồng hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, thách thức mà làn sóng hội nhập mang lại là rất lớn. Ngành nông nghiệp trong nước và Lâm Đồng nói riêng vẫn còn nhiều rào cản cần vượt qua. Chủ động sản xuất sạch, hữu cơ và liên kết với doanh nghiệp hướng đến xuất khẩu là cách mà nông dân của tỉnh Lâm Đồng chủ động để hội nhập trong xu thế hiện nay. Đến đây thì bản tin 365 ngày chuyển động cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại bà con vào bản tin ngày mai.